chưa cần Vâng. chủ đề. Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây văn phòng của tờ Thời báo.de và bên cạnh tôi thì có blogger Người Buôn Gió, và chúng ta tiếp tục thảo luận cùng trao đổi và chia sẻ những cái thông tin mới nhất về cái đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà vừa được Slovakia, Đức và các nước châu Âu phát hiện ra với mang bí số là VT17. Và thế theo anh Người Buôn Gió ấy, thì anh có thể cho biết là cái tại sao mà ông Lê Thanh Hải lại đưa cái thông tin này lên trên mạng xã hội vào cái thời điểm rất là nhạy cảm đó, tức là vào tháng 7 năm 2020 khi ông ta vừa được tặng thưởng cái huân chương chiến công hạng 3. Cái này anh cứ từ từ để tôi nhìn, hình như là trên cái này tôi chưa thấy hiện lên cái Anh đây là tôi có chia sẻ trên trang Facebook của Lê Trung Khoa. đúng không, trên về Vâng. Trung Khoa. Đây có số hạ Chúng ta cứ 82 tự mươi. nhiên thôi, tại vì chúng ta còn nhiều thời gian thì chúng ta đằng nào cũng trong khi chờ đợi các bạn xem Đây thì các nó bạn đó, vào. đấy. Và Đây để tôi tìm cái chia sẻ lên trang. cái thông tin này quả thật là đem lại những cái tác động rất lớn hiện nay tại Đức và châu Âu. Bởi vì sau khi mà phía Việt Nam từ thời gian tháng 7 năm 2017 đã diễn ra cái vụ bắt cóc đó thì họ vẫn tiếp tục điều tra và đã có nhiều, theo tôi được biết thì có đã có một số cái lệnh gọi truy nã của một số người của sĩ quan công an Việt Nam. Nhưng thì cái thời điểm mà tiết lộ thông tin đó thì tôi sẽ nói rõ là ai. Và cho đến nay thì cái vụ án này vẫn chưa kết thúc. Cho nên là cái điều này thì rất đặc biệt, và sau đặc biệt hơn nữa nó lại diễn ra, cái thông tin này được tung ra ngay sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và trước cái thềm là cái bầu quỳ kỳ bầu cử quốc hội khóa mới của Việt Nam để chuẩn bị sắp xếp những nhân sự trọng yếu trong chính phủ Việt Nam, bao gồm có chủ tịch nước, tổng thủ tướng và chủ tịch quốc hội, cũng như những cái cơ quan bộ như bộ trưởng bộ công an, nơi ông Tô Lâm hiện nay vẫn đang làm bộ trưởng. Thế anh cho biết là thế tại sao ông Lê Thanh Hải là một sĩ quan liên lạc ở bộ công an Việt Nam, làm việc tại đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, tham gia vụ bắt cóc đó mà ông là cuối cùng là ông lại chia sẻ cái hình ảnh đó lên trên mạng của ông? Chúng ta phải biết ông Lê Thanh Hải này, trước đây thì trước khi ông sang Đức để công tác trên vai trò là như người ta gọi là liên lạc viên, đúng không? Tức là một cái dạng mà kiểu như đại diện cho Bộ Công an để trao đổi các cái thông tin liên lạc giữa Bộ Công an Đức và Công an Việt Nam, thì ông sang với vai trò là sĩ quan liên lạc. Nhưng mà trước đây thì ông Hải này ông ấy là giáo viên giảng dạy của trường C500, tức là trường trường An Ninh. Thường thường thì những người mà giảng dạy ở trường An Ninh ấy thì là những người họ có rất là nhiều kinh nghiệm, họ có kiến thức, và họ có một cái quá trình rất là tin tưởng, được tin tưởng tuyệt đối thì họ mới đứng ở trên bục giảng, họ mới giảng dạy cho các chiến sĩ An Ninh được. Nhưng mà cái việc mà ông Lê Thanh Hải này ông đưa cái thông tin về cái vụ mà thưởng huân chương cho 12 người trong cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, VT17, chuyên án VT17 của Bộ Công an ấy. Thì cái chuyện mà ông đưa lên thì ở một cái khía cạnh khác ở trên BBC thì anh Lê Mạnh Hùng thì anh bình luận là đây là một cái sự khoe khoang, và cái sự khoe khoang của các sĩ quan an ninh đã tiết lộ ra thế này thế kia các thứ. Tức là anh Lê Mạnh Hùng thì anh trên BBC thì anh cho rằng đấy là sự khoe khoang. Nhưng mà tôi đọc lại, tôi hiểu bản chất của anh Lê Thanh Hải. Chúng ta ở đây thì chúng ta đều biết rồi, anh Lê Thanh Hải thì anh là trên cương vị sĩ quan an ninh, sĩ quan thông tin liên lạc của sứ quán, thì anh có rất là nhiều lần anh ấy tiếp xúc với cộng đồng, anh ra mắt cộng đồng, đúng không? Anh ấy thì chúng ta có thể quan sát được anh là một con người rất là điềm đạm, chín chắn và ăn nói rất là chặt chẽ, không phải là một con người có thể là bốc đồng mà khoe khoang được. Khi mà tôi đọc lại cái status của anh sĩ quan thượng tá Lê Thanh Hải trên Facebook của anh thì anh biết rằng là tôi đọc thì thấy có vẻ là anh ấy bất mãn. Tức là cái huân chương đấy đã trao cho anh ý khi mà anh ý đã về hưu rồi, đúng không? Tức là anh bảo là anh ý biết rằng tuy rằng đã về hưu rồi nhưng mà vẫn được thưởng huân chương hạng 3. Tức là khi mình đọc thì người khác thì tưởng đấy là một sự khoe khoang, nhưng mà tôi đọc thì tôi thấy đấy là một cái sự nó bất mãn. Tức là vì sao mà anh ý có thể bất mãn? Tức là nếu mà cái huân chương này mà trao tặng cho anh ý trước lúc đấy 2017, 2018 khi anh chưa về hưu thì nó có thể là cái căn cứ để mà anh ấy được thăng lên chức đại tá,
khi anh về hưu anh có thể mang hàm đại tá, đúng không? Anh có thể là được cái quyền lợi nhiều hơn và có thể là tiếp tục được công tác tiếp mà chưa phải về hưu. Nhưng mà cái khi đấy anh về hưu rồi thì bắt đầu mới thưởng cho anh ý huân chương, thì cái huân chương này nó chẳng có cái giá trị gì cả. Đâm ra cái cách anh nói là đã về hưu rồi mà còn được thưởng huân chương, ý anh nói oán trách, đầy oán trách là tại sao không thưởng huân chương cho anh ý khi cái vụ việc kết thúc 2017, thì 2018 tại sao không thẳng huân chương anh lúc đấy đi, để anh ấy có cái cơ sở để anh ấy bản thân chức. Cái thứ hai nữa là câu của anh ấy là được thưởng huân chương hạng 3, mà trong đấy là theo thông tin thì chúng ta được biết, đọc thì chúng ta biết là trong cái top 12 người đấy là có người được huân chương hạng nhất, có người được huân chương hạng 2, có người được huân chương hạng 3, thì như vậy là anh Hải là anh ấy được cái huân chương bét nhất trong cái đám đấy. Đấy, tức là có hai cái sự bất mãn, một là huân chương của tao sao lại là bét chí nhất. Cái bất mãn thứ hai là tại sao chúng mày không thưởng cho tao, tặng huân chương tao trước khi tao về hưu đi để tao được lên chức. Đấy. Mà bây giờ mày mới tặng huân chương cho tao thì khác nào là mày bới mặt tao ra là tao là thằng tham gia cái vụ như thế. Thà chúng mày không tặng cho tao thì thôi. Đấy, tức là cái sự đây là tôi nghĩ là cái anh Lê Thanh Hải này là anh bức xúc, bất mãn. Anh đưa lên trên cái Facebook của anh ấy và cho bạn bè của anh ấy biết thôi, chứ không phải là anh ấy đưa lên công khai sự bất mãn thôi. Nó lấy nếu mà lên nó không phải là cái sự khoe khoang gì cả. Đấy, anh còn vợ anh ấy thì còn làm công tác du lịch, tức là rất là quan hệ, còn phải đi lại nhiều với nước ngoài. Con anh ấy thì cũng học ở Đức đây, không biết là bây giờ còn học hay không. Nhưng mà ở một cái đánh đổi một cái huân chương hạng 3 mà về hưu rồi mà để cho người ta biết rằng là mình là người tham gia cái vụ bắt cóc đấy, trong khi vợ con mình còn đi lại nước ngoài, thì tôi nghĩ là không ai người ta đánh đổi cả. Người ta cũng muốn im đi cho xong, đúng không? Thế tâm ra là cái huân chương hạng 3 này nó không mang lại cái lợi gì cho anh Hải, mà thậm chí nó còn mang lại cho anh ấy những cái phiền toái. Đâm ra cái sự mà anh ấy viết trên Facebook là một cái sự oán thán, cái sự nó oán thán oán trách hơn là cái chuyện mà anh ấy khoe khoang. Vâng, thế theo ý kiến của anh thì tại sao sau đó thì lập tức là các báo trong nước, những báo lớn như tờ Thanh Niên, tờ Dân Chí và rất tờ báo Kinh tế và rất nhiều tờ báo khác đồng loạt đăng cái thông tin này và ghi rất chi tiết là 12 sĩ quan của Công an Việt Nam được DPA hỏi là có được tặng thưởng huân chương khi hoàn thành nhiệm vụ không trong vụ bắt cóc, và báo chí Việt Nam rất mạnh dạn mà đăng chặn đăng như thế thì anh thấy thế nào? Cái này thì ở trong clip trước tôi đã nói rồi. Cái này là sự có sự liên quan đến sự thay đổi về cái chức vụ là trưởng ban tuyên giáo. Chúng ta đều biết rằng là các cái báo chí Việt Nam thì nó nằm ở trong cái sự kiểm soát của Đảng, nằm trong cái sự kiểm soát của ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Thì vừa rồi là một cái ông Nguyễn Trọng Nghĩa là thượng tướng quân đội, ông ấy ở trong tổng cục chính trị bên quân đội, ông ấy chuyển sang ông ấy làm được trưởng ban tuyên giáo. Thì cái đây là một cái cú mà dằn mặt của cái ông tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa này, muốn dằn mặt với phe công an, với phe Tô Lâm là phải coi như là phải lề mặt tao, hoặc là mày phải để ý đến tao, hoặc là phải biết kiêng lể tao đấy. Thì tôi nghĩ tôi thì không hình dung được rằng là ông ấy sẽ làm như thế, và ông Tô Lâm sẽ có một cái thỏa thuận hoặc là có một cái gì đấy xong rồi để cho là hôm sau là ông ý ông ấy chỉ đạo các báo chí rút bài xuống. Thì cái việc này nó không phải là nó bây giờ là mới có. Chúng ta được biết là ở cấp thấp hơn là nhiều tờ báo rồi, hôm nay đánh doanh nghiệp này đưa bài lên xong rồi hôm sau doanh nghiệp kia đến bắt đầu đưa tiền thì tổng biên tập là chỉ đạo là hạ bài xuống. Đấy thì đây nó chỉ là nó tính chất thì nó như thế, nhưng mà nó chỉ là ở cấp cao hơn là cấp các bộ trưởng bộ chính trị, các cái bộ trưởng các cái trưởng ban với nhau. Thì cũng là ông này ông ấy khui ra xong rồi để cho ông kia ông đến ông ấy phải làm việc hoặc là phải e lể hoặc là phải xin xỏ rồi thì hạ xuống. Thế thì theo anh cái việc này nó có liên quan cái việc mà đang đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trước cái thềm của Quốc hội họp để chuẩn bị cho cái ghế là ai sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an thời gian tới không? Thì ông hoặc là ông Phan Đình Trạc có những thông tin nói như vậy, có những thông tin nói là ông Tô Lâm vẫn muốn ngồi lại. Thế thì nó phản ánh điều gì? Tất nhiên là nó có liên quan đến cái chuyện mà cái ghế của Bộ trưởng Công an tiếp tục, hoặc là tức là nói đến liên quan đến tương lai số phận của ông Tô Lâm. Tại vì nó có liên quan đến thì ông Trương Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đấy thì ông mới chỉ đạo báo chí cách được áp lực. Anh hiểu không? Tức là ông Tô Lâm ông ấy còn mục tiêu đi đến, và cái ông Nguyễn Trọng Nghĩa này ông ấy
biết ông Tô Lâm này là có mục tiêu là còn đi để ngồi ghế này tiếp hoặc là đi lên chức cao hơn thì ông ấy mới tung một cái đòn này ra để gọi là lấn gân nhau. Chứ còn cái việc mà ông Tô Lâm ông đi đến cái mục đích kia của ông ấy là Bộ trưởng Công an hoặc là một chức nào đấy thì nó không liên quan gì đến cái việc, không liên quan gì đến ông Nghĩa này cả. Nhưng mà ông ấy lắm thóp được là cái mục đích là mày sắp sửa muốn ngồi cái ghế này thì tao tung ra cái đòn này để ảnh hưởng đến cái việc mày ngồi lại ghế đấy. Nếu như mày biết điều với tao thì tao sẽ gỡ bài đi và tao sẽ bỏ qua cái việc này thì mày mang ơn tao. Đấy, cái chuyện nó như thế. Còn cái việc ông Tô Lâm là đi đến đấy hay không thì lại còn do cả một bộ chính trị quyết định chứ không phải là mình, một ông trưởng ban tuyên giáo trung ương, ông trưởng ban tuyên giáo trung ương dù sao ông mới chỉ là ủy viên trung ương đảng, có chân trong ban bí thư mà thôi. Nhưng mà có vẻ rằng với cái việc mà ông Nghĩa vào trong ban tuyên giáo, trưởng ban tuyên giáo trung ương và sau đó rồi thì cũng tướng quân đội cũng vào bộ chính trị khá nhiều, thì anh đánh giá thế nào về cái lực lượng quân đội hình như đã bắt đầu dần dần thay thế lực lượng công an Đúng hay sao? rồi. Tôi thì tôi cho rằng là cái trong cái bộ chính trị lần này thì có quá nhiều người xuất thân từ công an vào bộ chính trị, cho nên là phía quân đội người ta cũng có cái sự mà đòi hỏi theo. Hôm đây không phải là lần đầu tiên, mà trước đây thì anh biết rồi, trước đây là ông Phùng Quang Thanh ông bảo là không phong tướng cho các anh em thì họ tâm tư lắm đấy, tức là một cái ông bộ trưởng quốc phòng của quân đội ông đã từng nói thế thôi. Thì bây giờ là ở trong bộ chính trị đợt này có đến 5-6 ông công an vào thì bây giờ bên quân đội người ta cũng tâm tư đúng không, người ta cũng phải đòi hỏi thêm một cái thêm trước này. Đáng nhẽ ngày trước là chỉ có bộ trưởng quốc phòng và bộ chính trị thôi, bây giờ thì ông Lương Cường cũng vào, ông Phan Văn Giang thì cũng vào, mà ông bây giờ thêm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, mà có thể là ông đang là ban bí thư nhưng mà có thể là ông giữ một cái chức mà ủy viên bộ chính trị vẫn làm, có thể là ông thì tiếp tới là có thể ông cũng vào bộ chính trị. Thì đây là một cái sự mà nó đòi hỏi cái sự nó gọi là kèn cựa nhau, rồi là ông bên công an được vào thì bên quân đội mới được vào. Thì chúng ta thấy cái sự kèn cựa như thế này thì chúng ta mới thấy đó là bộ chính trị là một cái cơ quan đầu lá của đất nước. Trong đấy mà bây giờ nó phải phụ trách mỗi một cái nhân vật ở trong đấy thì nó phụ trách một mảng vấn đề, mà bây giờ là toàn công an cả quân đội là chuyên môn xuất thân ra như này thì tôi nghĩ rằng cái nếu mà để nó thích hợp với cái việc mà gọi là trấn áp hoặc làm việc mà bảo vệ đảng rồi là bảo vệ chế độ rồi trấn áp các cái ý kiến bất đồng chính kiến thì nó còn là có hiệu quả. Chứ còn nếu mà để mà phát triển kinh tế để tìm ra đường lối thì chính sách để phát triển kinh tế rồi đối ngoại đối nước thì tôi thấy nó không không được thích hợp. Thế thì rõ ràng như vậy là trong bộ chính trị và quân công an quân đội luôn luôn có Vâng. những cạnh tranh nhau, và bây giờ lại ao vào trong bộ chính trị càng ngày càng Vâng. nhiều công an và quân đội, đúng không? Hai bên chủng qua là vậy, cái lực lượng mà kỹ trị, tức là những người thực sự phát triển kinh tế, họ gần dường như bị loại Gần như bỏ. bị loại ra. Bây giờ chúng ta thấy là trong bộ chính trị bây giờ là chỉ có những cái người, một số người tức là người ta có học hành về quản lý về kinh tế sơ sơ, chẳng hạn như là ông Trịnh Đình Dũng, ông Trần Tuấn Anh, và hình như thì ông Phạm Minh Chính thì là công an nhưng mà ông ấy cũng học Cũng học xây kinh dựng, tế ở nước học xây ngoài. dựng. Tức là cái số lượng người mà học hành kinh tế, học hành bài bản ở nước ngoài để mà làm vấn đề ký trị thì nó không có nhiều. Sơ sơ là chúng ta chỉ trước mắt là tôi chỉ thấy có ba ba cái nhân vật đấy. Đó. Vâng, Còn lại là thế còn qua cái thông tin này, bây giờ khi là tự nhiên cái chuyên án VT17 là bắt cóc truyện tranh được tung ra, được một cái nguồn nào đấy, ở có phải ông Hải tự đưa ra hay là có cái ý đồ nào đó, thì bây giờ nó nguy hiểm, nó tác hại như thế nào theo anh? tôi thấy thì như tôi nói thì cái này là ông Hải do tình cờ là ông Lê Thanh Hải ông ấy bất mãn ông ấy đưa ra, nhưng mà sau đấy có một thế lực họ ỉm đi, tức là cái việc này đưa ra từ tháng 7 năm 2020 nhưng mà các thế lực này họ đã chụp lại màn hình của ông Lê Thanh Hải xong rồi họ ỉm đi, và họ đến cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà bắt đầu là chuyển giao quyền lực hoặc là chuyển giao quyền lực giữa khóa cũ và khóa mới, và cái sự đăng cái sự sắp xếp trước thềm của quốc hội bầu cử thì họ đưa lại cái vấn đề, họ mới đưa lại vấn đề này ra để cho ảnh hưởng đến cái việc sắp xếp cơ Nhân cấu sự. nhân sự của đảng. Còn rõ ràng những cái việc này ra bung ra thì nó ảnh hưởng thật, nhưng mà nó có ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nếu mà tôi nhìn từ khía cạnh vĩ mô thì nó ảnh hưởng đến cái danh danh dự và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là bây giờ là có bằng chứng là anh đã tặng thưởng cho cả những cái người bắt cóc Đúng huân rồi. chương. Thế thì Đức họ sẽ khó chịu, đúng không?
Tức là thực ra là tôi có cảm giác là người Đức người ta cũng muốn lãng quên cái vụ này. Sau khi làm dồn dập rồi, một phía họ đòi hỏi cấp tập phía thời gian được phía Việt Nam, thì phía Việt Nam họ chây ì hoặc là họ thoái thác bằng cách này cách kia. Họ từ khi đấy đến giờ thì cũng không có nguyên thủ nào của Việt Nam đi sang thăm Đức, hoặc là cũng không có nguyên thủ nào của Đức sang thăm Việt Nam. Tức là cái quan hệ cấp cao thì nó đã bị đình trệ lại, và Đức thì họ tạm thời thì họ chấp nhận cái mức độ đấy, và họ để cái sự việc này họ cũng không không phải giáo giết. Nhưng mà cái việc mà trao tặng thưởng 12 người này rồi cộng cái việc mà khơi lại ra ngoài rồi để cho báo chí nước ngoài người ta đăng tin lại, xong rồi gây cái hiệu ứng ầm lên, thì tôi thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà tiếp tục nó ảnh hưởng đến chuyện mà nó gây lại cái vết thương mà giữa Đức và Việt Nam đã gọi là bị hơi bị quên đi rồi, thì bây giờ lại bị khoét lại, thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến đến nhiều. Ví dụ như bây giờ cái khóa mới lên rồi có những người lãnh đạo mới nên họ muốn quan hệ với châu Âu chẳng hạn, nhưng mà họ sẽ gặp khó khăn hơn, và họ sẽ từ bỏ cái con đường là kiểu như hướng đến châu Âu làm ăn với châu Âu, hướng đến làm ăn với Đức, và họ tạm thời họ phải chấp nhận theo cái hướng là thôi chúng ta làm ăn với Việt Nam à với Trung Quốc chẳng hạn. Tập trung vào kiểu như là cho các nhà đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam rồi cấp đất đai cho họ rồi tạo điều kiện cho họ. Đấy thì Vâng, rất thú vị về cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Và các bạn khi có những cái câu hỏi, các bạn cũng cứ bình luận ở dưới cái buổi trao đổi của chúng tôi để chúng tôi tiếp tục sẽ trả lời và có những cái trao đổi với các bạn trong những buổi tin tới. Và từ Berlin thì chúng tôi rất vui mừng được các bạn đón xem và chia sẻ cái bình luận này. Và hẹn gặp lại các bạn ở buổi trao đổi lần tới. sau đấy thì có thể là các bạn sẽ hỏi những câu hỏi trong dưới bình luận. Anh Khoa anh sẽ tập trung lại một số câu hỏi đó là bám sát vấn đề để chúng tôi trả lời. Còn những câu hỏi ví dụ nó nằm ngoài cái vấn đề mà chúng tôi đang trao đổi thì chúng tôi phải đợi một cái chương trình khác mà chúng tôi thấy nó cần thiết thì chúng tôi sẽ trả lời. Chúng tôi sẽ bình luận. Vâng, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, chào các bạn.